Và nếu như mà các bạn nhìn tổng quát hơn đó thì các bạn sẽ thấy được là hình như là có cái gì đó đang xảy ra Tại vì các bạn thấy là trong vòng một tuần qua thôi thì cái độ thông tin mà gây cái tính chất giật gân và khiến cho mọi người lo lắng nó đã tăng lên Trong vòng một tuần qua chúng ta đã thấy là đầu tiên hết là cái tòa báo Financial Times chia sẻ một cái thông tin mà nó đã xảy ra trước đây rồi đó chính là cái thông tin liên quan đến là Coinbase bị SEC nói là phải delist tất cả các đồng ngoại trừ BTC nhưng mà ngay sau đó đó thì Coinbase cũng đã đứng chính là đó không phải là thông tin hoàn toàn đúng sự thật là Financial Times đã cố tình bóp méo cái thông tin đó tại vì sự thật chưa bao giờ SEC, Chủ tịch Gary Gensler hay bất cứ quỹ viên nào chính thức đề nghị Coinbase không có tiếp tục cung cấp dịch vụ trading cho những altcoin đi tất cả ngoại trừ BTC Điều đó chưa bao giờ xảy ra Chỉ là có một nhân viên nào đó của SEC Và không phải là một nhân viên mà có chức vụ gì hết á, Thì cũng đã từng nói thoáng qua hay là đã từng nói một cách giống như gợi ý Là sàn Binance có nghĩ đến là ngưng cho giao dịch altcoin hay là không Chứ không phải như là Financial Times đã nói rồi bây giờ các bạn thấy là lại có thông tin đến từ Semaphore Nó cũng không có hoàn toàn giống như là cái tựa đề các bạn khi mà đọc kỹ đó Thì các bạn mới thấy là đây chỉ là một cái nhân vật nào đó từ DOJ chia sẻ mà thôi Thì những thông tin này nó cũng rất là mơ hồ các bạn Bộ tư pháp có khả năng là khởi tố Binance này sẽ không đương nhiên là có thể các bạn nếu như mà họ nắm bắt được những cái bằng chứng thiết thực thì họ có thể là khởi tố nhưng mà bộ tư pháp không giống như là SEC khi mà họ đã khởi tố rồi đó chính là sự kiện hình sự của bạn cho nên uh, họ cần phải cẩn thận và khi mà khởi tố rồi là sẽ là chuyện lớn nhưng mà không phải là từ bài viết này các bạn bài viết này nó cũng rất là mơ hồ cho nên các bạn thấy là gần đây đã hầu như là có ai đó muốn tung ra nhiều cái thông tin gây ra sự lo lắng trên thị trường và không muốn BTC cao hơn 30.000 đô các bạn mỗi lần các bạn thấy là BTC lên tới 30.000 đô gần đây đó thì lại bị giữ lại và đẩy ngược trở xuống và ngược lại đó lại không muốn BTC ở dưới 29.000 đô quá lâu các bạn thấy được là BTC nhiều lần giảm dưới 29.000 đô nhưng mà sau đó lại đi trở về phạm vi từ 29.000 tới 30.000 trước đây đó là từ 29 tới 31 và trong vòng khoảng chừng một tháng và các bạn thấy được càng ngày càng thu hẹp lại bây giờ giao dịch trong phạm vi hầu như là từ 29 tới 30.000 mà thôi đó là cái suy nghĩ của Thuận mà thôi các bạn Và càng ngày như vậy đó thì càng khiến cho nhiều người cảm thấy bắt đầu là nản hơn các bạn Và tôi cũng cảm thấy điều đó đã từ từ xảy ra thông qua cái view trên những mạng xã hội Hay là thông qua cái view trên Youtube Tôi có thấy được là nhiều bạn trong cái tình hình này đó thì cảm thấy là không còn hứng thú nữa Mặc dù những bạn nào mà tin tưởng dài hạn thì vẫn trung bình giá vẫn xem thường xuyên Nhưng mà tôi cũng cảm thấy là ít như gì đó trên thị trường cũng đã có cái dấu hiệu là nản một chút Tại vì nó cứ như vậy hoài và cái này là thường chia sẻ cảm nhận cá nhân của mình mà thôi Chứ không có phải là lời quyền đầu tư hay là không phải dựa theo bất cứ một tài liệu khoa học nào hết các bạn Mỗi lần mà thường có cảm giác này đó thì đó lại là cái thời điểm thị trường làm thường bất ngờ Và thường là cái sự bất ngờ tăng trưởng chứ không phải là ngược lại Đó là cái cảm nhận của thường bây giờ mà thôi các bạn nghĩ sao các bạn có thể comment ở bên, bên dưới và về BTC đó thì còn một thông tin nữa ngày hôm qua tôi đã chia sẻ là Michael Strategy đã thu mua thêm Bitcoin nhưng mà các bạn thấy được là còn một tài liệu nữa là công ty Michael Strategy à, họ đã thông báo là họ sẽ bán thêm 750 triệu đô la cổ phiếu của công ty Michael Strategy và số tiền này đó khi mà họ thu về được thì họ sẽ sử dụng để mà chi tiêu hoạt động công ty và một phần sẽ dùng để mà đầu tư vào BTC các bạn công ty Michael Strategy thì không dừng bước tiếp tục bán cổ phiếu và các bạn đã được tại sao họ tiếp tục làm gì được tại vì vẫn có người thu mua cổ phiếu và cổ phiếu vẫn tăng từ đầu năm tới bây giờ một cái mức độ tăng trưởng còn nhiều hơn cả BTC nữa các bạn Thôi nhớ lần cuối cùng chúng ta check đó là cổ phiếu của MicroStrategy tăng trưởng lên tới cái mức là khoảng 200% các bạn để thường xem coi là MicroStrategy cổ phiếu này từ đầu năm tới bây giờ đã tăng bao nhiêu các bạn từ đầu năm tới bây giờ đã tăng 187% rồi còn về altcoin thì các bạn thấy là ngoại trừ chúng ta có đồng HEX, chúng ta có POSCHANCE thì tăng trưởng trở lại và tăng trưởng phần trăm cũng không nhỏ. Nhưng mà nếu như các bạn nhìn thì các bạn thấy đồng HEX trong vòng một tuần qua vẫn giảm là 37% sau khi mà có thông tin bị kiện by SEC và POSCHANCE cũng vậy các bạn. Một tuần qua thì vẫn giảm 41%. Hôm nay thì có một sự hồi phục lại và chúng ta có thể nhìn thấy được là phần lớn altcoin ngày hôm nay là một màu đỏ. Và có một điều nữa đó cũng cực kỳ thú vị luôn các bạn. vào wow. Thú vị đối với thuận nhưng mà nếu mà nào mà là fan của đồng Hex thì sẽ không cảm thấy thú vị đâu, đó chính là đồng Hex bị delist khỏi Uniswap các bạn. Uniswap là một cái sàn phi tập trung nhưng mà đồng Hex sau khi mà bị SEC kiện thì các bạn đã thấy được là bây giờ đồng Hex không được trade ở trên Uniswap nữa. Vậy có còn là phi tập trung nữa không các bạn? Còn về tổng vốn hóa thị trường ngày hôm nay đã thì giảm 1.4% các bạn tương tự như BTC. BTC thì so với giá ngày hôm qua thì giảm khoảng chừng 1%. Ether cũng như vậy. BNB, XRP thì giảm khoảng 2%. Nói chung đó thì chúng ta thấy phần lớn là màu đỏ. Nhưng mà những đồng lớn thì không phải là đỏ lắm các bạn. Đỏ khoảng chừng là 2 cho đến 4% mà thôi. Trong khi BTC giảm không tới 2%. Và chúng ta nhìn thấy được là tổng số hóa thì hiện bây giờ vẫn hơn 1,2 nghìn tỷ. Và chúng ta đã bước qua tháng 8 rồi và thống kê cho thấy được là chúng ta nhìn vào BTC thì khác với những năm trước. À, cho bạn thấy được là năm 2020 đến năm 2022 đó Tháng 7 đều là tháng mà có sự tăng trưởng Nhưng mà năm nay đó thì giảm khoảng 4% Và Ethereum cũng tương tự các bạn khác như năm trước, năm nay thì giảm khoảng chừng cũng 4%. Nhưng mà chúng ta đã thấy được là có một cái sự tương tự, đó chính là tương tự với năm 2019. Một lần nữa chúng ta lại thấy được là năm nay đó có nhiều cái sự tương tự như năm 2019. Và nếu là như vậy đây thì các bạn thấy được là chu kỳ mà 4 năm vẫn đang xảy ra. Tại vì năm 2020 sẽ là cái thời điểm Bitcoin Haven, trong khi năm 2024 cũng là Bitcoin Haven. Thì các bạn đã thấy là nếu như vậy thì nhiều bạn nói là năm 2019 nửa năm còn lại là đầy một màu đỏ Hy vọng là không phải các bạn Nhưng mà chúng ta thấy được là tháng 7 năm nay là giảm khoảng chừng 4% Tương tự như là năm 2019 và y từ cũng tương tự như vậy các bạn Năm 2019 tháng 7 là một cái tháng giảm 25.3% Những tháng trước đó đó thì có nhiều màu xanh tương tự như là năm nay Nhưng mà nếu như mà nửa năm còn lại của năm nay giống như năm 2019 thì chúng ta vẫn có cái kỳ vọng là năm 2024 sẽ giống năm 2020 các bạn và năm 2021 sẽ là năm 2025 tới đây là một năm đầy sự bùng nổ Nói tới halving thì các bạn thấy được là Litecoin đã chính thức halving lần thứ ba rồi và điều đó có nghĩa là cái số lượng Litecoin được đào mỗi một lóc đó đã giảm các bạn thấy được là đã giảm bây giờ đó còn có 3.125 mà thôi Có nghĩa là trước đây một lóc đó là có 6.25 Litecoin ra đời Bây giờ chỉ có 3.125 mà thôi nhưng mà đối với sự kiện này đó, thì các bạn thấy được là giá của Litecoin ngày hôm nay à, đã có cái sự giảm xuống các bạn và chi tiết hơn đây các bạn thấy được Litecoin bây giờ ở xếp hạng 12 và trong vòng 24 giờ qua đã giảm 5.5% rồi. Nhưng mà các bạn nên nhớ đó là trước khi mà có hiện tượng halving thì Litecoin đã tăng trưởng từ tháng 6 các bạn và tăng trưởng từ cái mức là khoảng chừng 71 đô lên tới cái mức à, hồi tháng 7 ngày 23 tây đó là 114 đô. Thì các bạn có thể nghĩ là cái sự tăng trưởng này có phải liên quan đến cái hiện tượng Harvard hay là cái sự tăng trưởng này nó cũng giống như là những đồng khác tại vì các bạn khi mà nhìn vào BTC đó thì các bạn có thể nhìn thấy được là khi mà thường zoom ra đó thì BTC cũng có một cái sự tăng trưởng tương tự như vậy các bạn từ cái thời điểm là tháng 6 cho đến cái thời điểm là tháng 7 cùng thời điểm đó BTC cũng tăng trưởng như vậy thì có phải là con tăng vì Harvin hay là con tăng trong thời gian đó tại vì tất cả các đồng đều có sự xu hướng tương tự như vậy. Thì câu trả lời đó là vì Harvin các bạn theo thuật là như vậy. Tại vì các bạn thấy được là giá của BTC tính sơ đó thì các bạn thấy được là từ tháng 6 đến tháng 7 tăng trưởng là khoảng 28%. Trong khi mà các bạn nhìn vào Litecoin đó cùng thời điểm đó Cái sự tăng trưởng là khoảng 60% các bạn tăng trưởng nhiều hơn so với lại BTC Thì khả năng đó là một phần tại vì thị trường lúc đó đang sôi động lại một chút Và một phần khác nữa đó chính là cái sự sôi động liên quan tới Haven Thì cũng tương tự như BTC các bạn sau khi mà có Haven rồi đó Thì giá tăng trước khi Haven có nghĩa là Buy the Rumors Sau đó là Sell the News khi mà có hạ bình rồi thì mọi người có thể chốt lời trước đó và giá điều chỉnh lại nhưng mà điều quan trọng hơn đó là khi các bạn nhìn vào BTC thì sau khi mà có Bitcoin Halving á chúng ta sẽ thấy được là giá sẽ bắt đầu có sự tăng trưởng khoảng chừng là nửa năm sau đó bắt đầu khoảng 6 tháng tới 8 tháng sau thì giá bắt đầu tăng trưởng cái số lượng BTC bị giảm đi phân nửa mỗi khi mà đào đó thì cái nguồn cung đó mới bắt đầu là thấm vào trong thị trường các bạn nguồn cung giảm đi từ thời đầu nhưng mà chúng ta có thể nhìn vào lịch sử đó thì các bạn thấy là cũng tương tự như là Litecoin mỗi lần mà chúng ta nhìn vào giá của BTC trước khi mà có Havin thì đều có một sự tăng trưởng trước đó rồi ngay ngày sau halving hay là các bạn thấy được là sau đó thì lại có cái sự điều chỉnh cho xuống chúng ta có thể nhìn thấy được là cái cột màu vàng này đó chính là cái thời điểm Bitcoin hai bình năm 2020 thì các bạn cũng đã thấy được là giá của BTC cũng đã tăng khá là nhiều trước đó là tháng 2 các bạn năm 2020 là khoảng 4.200 đô tăng lên tới cái thời điểm hai bình là 9.700 đô nhưng mà chúng ta nên hiểu đó là đó là cái thời điểm mà có dịch bệnh xảy ra cho nên đã có 3 tuần liên tục giá của BTC đi từ 10.000 đô xuống mức thấp chỉ còn có 4.000 đô mà thôi thì đó là một cái thời điểm nó nhạy cảm hơn nó khác hơn là cái thời điểm có thể xảy ra vào năm 2025 có thể lúc đó sẽ không có những cái hiện tượng như là dịch bệnh các bạn cho nên giá nó sẽ không phản ứng mạnh như vậy thì có thể là giá cũng sẽ à, có cái xu hướng tăng trưởng nhưng mà sẽ không có tăng nhiều như vậy tại vì các bạn thấy được là những cái Hà bình trước đó đó thì giá của BTC đều tăng trước khi mà có Hà bình rồi sau khi Hà bình là có một sự điều chỉnh đây là cái thời điểm Hà bình năm 2016 thì những tháng trước đó các bạn thấy được là cũng tăng trưởng từ 447 đô lên tới cái mức là 780 đô khoảng chừng là hai ba tuần trước khi hà bình thì giá lại giảm xuống tương tự như là Litecoin các bạn đã thấy mới đây và trước tới nữa đó là cái đợt halving rất là sớm của BTC các bạn. Đây là cái đợt halving vào thời điểm năm 2012. Thì lúc này cũng không có nhiều người giao dịch BTC đâu các bạn. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nhìn vào tài liệu. À, thì các bạn đã thấy được là giá cũng đã tăng trước khi mà có hai bình đó là lúc mà nhiều người lại hào hứng họ nghĩ là giá sẽ tăng khi mà hai bình xảy ra nhiều người bắt đầu mua tích lũy để chờ thời điểm hai bình các bạn và sau khi có hai bình rồi đó thì à, mọi thứ lại điều chỉnh xuống một chút thì nếu như mà chúng ta lặp lại của cái chu kỳ trước đây đó những gì trước đây thì các bạn thấy được là cho dù từ đến cuối năm đó, có thể là thời điểm mà giá có sự điều chỉnh xuống nhưng mà các bạn thấy là dựa theo năm 2019 thì chúng ta vẫn sẽ kết thúc năm nay với cái mức cao hơn là cái mức khởi đầu và chúng ta sẽ thấy là năm sau nó sẽ có một cái sự tăng trưởng trước khi mà có hạ bình xảy ra rồi sau đó thị trường sẽ nguội trở lại trước khi mà có cái sự tăng trưởng thật sự từ cuối năm 2024 tới năm 2025 chúng ta hãy tiếp tục xem cái lịch sử có lặp lại lần này hay là không và Tính tới ngày halving thì các bạn thì được là bây giờ ước tính là ngày 5 tháng 4 Tại vì nó dựa theo cái số block của các bạn, không phải dựa theo thời gian Block mà nhanh chậm thì sẽ ảnh hưởng đến con số này Nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta còn khoảng chừng 246 ngày nữa là sẽ đến ngày halving của BTC Nói tới BTC thì chúng ta còn một thông tin nữa đó chính là Coinbase sẽ có Lightning Network các bạn Các bạn đã biết là Binance thì cũng đã tiến tới để tích hợp cây mạng lưới tầng 2 Lightning Network cho BTC rồi Coinbase thì bây giờ vẫn chưa có thì các bạn thấy được là Jack có nghĩa là Jack Dorsey đó trước đây là CEO của Twitter Bây giờ vẫn là CEO của công ty Block các bạn thì Jack đã hỏi là tại sao tới bây giờ Coinbase cũng không có ngó ngàng gì tới mạng lưới tầng 2 của BTC Thì Brian Armstrong nói là Coinbase thì vẫn đang tìm kiếm cách để mà tích hợp mạng lưới Lightning Network thì các bạn thấy ở bên dưới này đó thì Jack Dorsey cũng đã nói là sẽ hỗ trợ và rất vui nếu như có thể được hợp tác với The Coinbase sẽ cung cấp dịch vụ mạng lưới tầng 2 của BTC và đây là những cái thông tin lớn liên quan đến crypto ngày hôm nay các bạn và bây giờ chúng ta hãy bước qua với là cái phần quay trúng thưởng cuối cùng của chương trình 6 năm một chặng đường các bạn chúng ta cũng đã đến cái phần cuối rồi và đây là cái phần mà thùng sẽ quay cho danh sách những bạn mà đã mua ví chữ lạnh trước ngày 24 tháng 7 và có rất nhiều bạn đã ủng hộ kênh trong vòng thời gian qua các bạn tổng cộng các bạn đã thấy được là có tới 1 chín order lận rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh và đã đặt cái ví treasure và chưa thì trong cái phần này đó không có sự hỗ trợ của công ty Trezor nhưng mà tôi cũng muốn dành một phần nhỏ nhỏ gì đó để gửi đến cho các bạn thì chúng ta sẽ cùng nhau quay thưởng và chúng ta sẽ trao giải 20 giải với áo kỷ niệm có nghĩa là mỗi bạn nào mà trúng thưởng đó thì có thể nhận được một cái áo kỷ niệm đến từ thuận capital trong một sự kiện 6 năm này chúng ta bây giờ rồi cũng như là những cái sự kiện kia chúng ta thấy cái số thứ tự từ 1 cho đến cái con số cuối cùng bên dưới này là 1809 và chúng ta đã thấy được là ở bên cái hàng D đó thì thuận đã ẩn phần lớn số điện thoại rồi phần lớn các bạn khi mà đặt thì cũng không có tên trong cái danh sách À, khi mà Thuận lấy danh sách để mà quay thưởng Nhưng mà khi mà Thuận có số thứ tự đó Thì các bạn có thể nhìn vào cái đơn hàng nếu các bạn còn nhớ Hay là các bạn có thể nhìn vào cái cột số điện thoại đó Nếu các bạn cảm thấy à, có thể là mình là người đã quay thưởng chúng đó Thì các bạn nên liên hệ kênh Thuận Capital để có thể xác nhận được Và chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi Thì trước hết á, cũng như những đợt kia Thuận sẽ uh, copy và Thuận sẽ dán cái danh sách vào trong cái cột của Wheel of Fortune. Trong lúc chờ đợi đó thì chúng ta cũng sẽ như những cái đợt kia à, Thuận sẽ cùng với các bạn randomize cái số order hàng này để cho mọi thứ nó ngẫu nhiên một chút Thì đầu tiên Thuận sẽ randomize đợt 1 Và Thuận sẽ làm thêm một đợt nữa Đó chính là randomize đợt 2 rồi, coi như chúng ta cũng đã randomize xong rồi. Bây giờ đây chúng ta đã thấy vào wow, con số từ 1 tới 1 vẫn chưa xuất hiện, các bạn có thể là tại vì con số này nó nhiều quá để thường làm lại là một lần nữa. Và wow, trong web này nó đứng như một chỗ luôn, các bạn. Có thể chúng ta phải sử dụng một cái trang web khác. À, còn một trang web nữa đó chính là cái trang web uh, có tên là random.org, thì uh, chúng ta có thể sử dụng trang web đó. Nó có thể là sẽ nhanh hơn là sử dụng cái uh, wheel of names này nó hơi chậm một chút tại vì con số nó khá lớn thì random.org đó chúng ta có thể ghi vào con số từ 1 cho đến cái con số cuối cùng là 1809 các bạn và đây là cái số thứ tự từ 1 tới 1809 chúng ta sẽ chuyển qua sử dụng random.org tại vì bên đây vẫn chưa có lối các bạn thì thường sẽ đóng cái trang này lại và chúng ta bây giờ hãy bắt đầu với con số ngẫu nhiên đầu tiên từ trang web random.org này thì cái bạn may mắn đầu tiên đó chính là bạn có số thứ tự là 1700 các bạn Thì 1700 là bạn nào? Chúng ta sẽ đi từ trên xuống dưới tại vì tất cả đều cùng một giải hết các bạn Thì 1700 sẽ là bạn may mắn đầu tiên Và bạn này đó với cái order number kết thúc là 02024 Và số điện thoại bắt đầu từ 37421 Chúc mừng bạn Chúng ta bây giờ hãy tiếp tục với bạn thứ nhì thì bạn thứ nhì may mắn đó chính là bạn có số thứ tự 1380 và 1380 chính là bạn có cái order number là 02160 số điện thoại bắt đầu là từ 89886 chúng ta bây giờ hãy tiếp tục với bạn kế tiếp đó chính là bạn có số thứ tự là 1653 và 1653 đó chính là bạn có order kết thúc là 01880 và có số điện thoại bắt đầu là từ 97952 chúc mừng bạn chúng ta hãy tiếp tục bạn kế tiếp là bạn có số thứ tự 1441 thì 1441 này sẽ là bạn có cái order number kết thúc là không và số điện thoại bắt đầu từ chín tám bạn kế tiếp sẽ là bạn có số thứ tự là 1792 và 1792 sẽ là bạn có cái order number là không và số điện thoại bắt đầu từ chín bạn kế tiếp sẽ là bạn có số thứ tự 1313 ba và 1313 sẽ là bạn có cái order number kết thúc là 00053 và số điện thoại là 91880. Đó là những số bắt đầu. Bạn kế tiếp là bạn có số thứ tự là 628. Hồi nãy giờ là tàn là số lớn hơn các bạn hơn 1000. Bây giờ chúng ta mới thấy có một số nhỏ hơn là 628. Và đây là cái order kết thúc là 00027. Thường zoom vào để các bạn thấy rõ hơn. Và cái số điện thoại bắt đầu là từ 98213 bạn kế tiếp may mắn trúng thưởng ngày hôm nay đó chính là bạn có số thứ tự là 687 thì 687 sẽ là bạn có order number kết thúc là 00561 và số điện thoại bắt đầu từ 90219 bạn kế tiếp may mắn trúng thưởng là bạn có số nhỏ hơn nữa của bạn là 385 thì thùng copy paste cho nó chính xác hơn 385 sẽ là bạn có order kết thúc ở mức là 01475 và số điện thoại bắt đầu từ 90205. Bạn kế tiếp nữa, một lần nữa chúng ta có số 358, các bạn hồi nãy là 385, bây giờ là 358 để thuận copy số này. Và đó chính là bạn có order number 01591 và số điện thoại là 76655. Bạn kế tiếp, may mắn trong cái đợt quay thử này là chính là bạn có số thứ tự là 830 và 830 sẽ là bạn có cái order number kết thúc là 00029 và số điện thoại bắt đầu từ 33778. Bạn kế tiếp đó chính là bạn có số thứ tự 814 và 814 sẽ là order 01075 và số điện thoại là bắt đầu 90231. Bạn kế tiếp sẽ là bạn có số thứ tự là 223. Và 223 này sẽ là bạn có order number 00181 và số điện thoại bắt đầu từ 98322. Chúng ta còn tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bạn nữa. 7 bạn cuối cùng sẽ là 7 bạn nào các bạn? Chúng ta sẽ có số thứ tự là 1530 trở lại con số lớn hơn. 1530 là order number 00518. Số điện thoại bắt đầu từ 39280. Chúc mừng bạn. Bạn kế tiếp sẽ là bạn có order number 1370 và 1370 này sẽ là 01032. Đó là cái số order number và tên là Huỳnh Hữu Thịnh và số điện thoại bắt đầu từ 96962. Chúc mừng bạn! Bạn kế tiếp sẽ là bạn có số thứ tự 827. Và 827 sẽ là bạn có order number 00647 và số điện thoại bắt đầu từ 81364. Bạn kế tiếp là bạn có số thứ tự 1729 và 1729 sẽ là bạn có order number 01948 và số điện thoại bắt đầu từ 37634. Bạn kế tiếp sẽ là bạn có số thứ tự là 280. 280 sẽ là bạn có order number 01370 và số điện thoại bắt đầu từ 34875. Bạn kế tiếp là bạn có số thứ tự là 703 và 703 là order 02068 và số điện thoại bắt đầu từ 90807 Và chúng ta còn bạn cuối cùng đó chính là bạn có số thứ tự 690 trong danh sách này Và 690 chính là order number 01662 và số điện thoại bắt đầu từ 35368 Và đây là danh sách những bạn mà đã trúng thưởng ngày hôm nay Trước hết đó là chúc mừng các bạn đã trúng thưởng thứ nhì nữa là thuận rất cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ kênh bằng cách là mua ví chữ lạnh đến từ store của thuận capital và những bạn đã tham gia vào chương trình 6 năm trong những sự kiện như là youtube facebook và twitter rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ thuận và ủng hộ kênh trong nhiều năm qua chúng ta sẽ cùng nhau bước vào năm thứ bảy và những năm tới đây sẽ là những năm mà cực kỳ sôi động cho thị trường crypto và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nếu mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus Hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance Và một số những dịch khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn